tình huống xảy ra. Chứng đái dầm có liên quan đến cơ địa bẩm sinh của trẻ, nhưng tuyệt đại đa số sẽ tự khỏi bệnh trước 5 tuổi. Nếu đến 5 tuổi và tình trạng đái dầm cũng không cách cải thiện, đa số do yếu tố tinh thần. Chẳng hạn thiếu sự yêu đương của người mẹ, giữa các thành viên trong gia đình kém có tranh chấp, đều gây ảnh hưởng. Đôi khi người mẹ thế hệ xuất hiện em, bỗng nhiên sự tập trung dồn cho em bé, hoặc trẻ bỗng nhiên đổi mới môi trường phải đến lớp mầm non, tiểu học, cũng sẽ sản xuất sức ép. Tuy nhiên, nếu ban ngày trẻ cũng đái dầm hoặc không tìm ra những vấn đề về mặt tinh thần mà chưa khỏi bệnh, có thể là do rối loạn chức năng thận hoặc bàng quang, nên đưa trẻ đến bệnh viện để thăm khám. Điều trị chứng đái dầm của trẻ cần kiên nhẫn. Trách mắng trẻ hoặc sự ân cần quá mức của người xung quanh với trẻ sẽ gây phản chức năng. Nửa đêm đánh thức trẻ đi tiểu cũng không tốt. Điều đáng ân cần là không cho trẻ uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, cho trẻ dùng một số thức ăn làm ấm cơ thể, đồng thời cho trẻ thả lỏng cảm xúc trước khi đi ngủ. Mách người chơi bài thuốc hay. Rau câu củ mài làm ấm thân. Củ mài rất có hiệu quả đối với chứng đái dầm do suy nhược cơ thể. Có thể cho củ mài vào trong canh, cháo, hoặc rán bánh cho trẻ ăn. Hoặc làm rau câu củ mài, cũng có thể thêm ít bạc quả. Củ mài rất có hiệu quả đối với chứng đái dầm do suy nhược cơ thể. Cách làm, củ mài 20 giờ, bạc quả 20 quả, rau câu 50 giờ, lông nhãn khô 20 quả, mật ong 4 muỗng lớn, nước 2 ly khoảng 400. Củ mài gọt vỏ, cắt lát dừa, cho vào nồi hấp chín. Kế đến cho vào cối xay nhuyễn, lọc qua lưới. Rau câu cho vào nồi, thêm 2 ly nước, nấu tan bằng lửa dừa. Rau câu đang sôi thêm 3 muỗng mật ong và củ mài trộn đều, đổ vào khuôn. Khi rau câu sắp nguội, khuấy lại một lần, để củ mài gắn kết rau câu. Lúc gần đông, thêm bạc quả đã nấu chín lên trên. Lông nhãn không ngâm nước và nấu luôn, gạn lấy nước. Kế đến thêm mật ong nấu sệt, tưới lên mặt rau câu. Rau câu củ mài khẩu vị đặc thù, rất ngon miệng. Dùng lông nhãn khô nấu mật ong phù hợp làm món ăn cho trẻ. Bạc quả sao là thuốc đặc hiệu của chứng đái dầm. Bạc quả sao qua giúp khống chế bài tiểu, là thuốc cổ đại đặc trị chứng đái dầm. Tuy nhiên, bạc quả ăn sống hoặc quá nhiều sẽ gây ra hiện tượng ngộ độc do co thắt. Cho nên, phải dùng bạc quả đã sao, mỗi ngày không dùng quá 5 quả. Quả ớt chó nâng cao chức năng thận. Quả ớt chó giúp nâng cao chức năng thận, cải thiện các triệu chứng của hệ tiết niệu. Cho trẻ đái dầm kém xuyên dùng chè ớt chó sẽ có hiệu quả bất ngờ. Cho trẻ dùng hàng đêm trước khi đi ngủ, nhưng dễ gây nóng, với trẻ hay chảy máu cam không nên dùng. Cách làm, quả ớt chó 30 giờ dùng cối hay máy sinh tố xay nhuyễn, thêm vào nước ớt. Thêm tiếp một muỗng đường, trộn đều rồi dùng. Hạt quả hồng sao đen là bài thuốc hay, tai và hạt quả hồng là thuốc hay để trị chứng đái dầm trong bình dân từ xưa. Tai hồng 15 giờ thêm nước 400 để sắc còn một nửa, hoặc hạt quả hồng sao đen tán bột, khuấy với một ly nước uống. Hai thứ này đều chia 3 lần ngày cho trẻ uống lúc đói. Nước sắc đọt củ cải tăng cường thể lực, đọt lá củ cải kém được dùng trị chứng đái dầm. Từ mùa xuân đến mùa thu hái đọt củ cải cắt nhuyễn phơi râm mát, để dùng dần. Hàng ngày dùng khoảng 30 giờ, sắc với 250 nước đến cạn còn một nửa, cho trẻ uống trước bữa ăn. Dùng kém xuyên có công hiệu tăng cường thể lực. Nếp có chức năng ức chế bài niệu, vì vậy, có thể cho trẻ ăn 1-2 cái bánh làm bằng nếp trước khi đi ngủ. Vỏ cà rốt sao hơi tím thưởng khét, cho trẻ ăn cũng có hiệu quả. Một củ cà rốt dừa, có thể chia 3 lần dùng. Lá tỳ bà cạo lông nướng khô 4 giờ sắc nước, cho trẻ uống trước khi đi ngủ 1 giờ cũng có công hiệu. Chú ý, bí đao có chức năng lợi tiểu tương đối mạnh, cho nên trẻ đái dầm không nên dùng. Quyết ăn nhiều sẽ làm cơ thể sinh lạnh và nhiều nước tiểu, kém là nguyên nhân gây đái dầm vào đêm. Ngoài ra, dưa leo, bo bo, đậu nành, đậu đỏ đều là thức ăn chức năng lợi tiểu rất mạnh, cần lưu ý không cho trẻ ăn nhiều. Điều quan trọng ngừa chứng đái dầm là không cho trẻ hấp thu nhiều nước vào xế chiều. Ngoài ra, bình kém cũng lưu ý cho trẻ ít dùng những thức ăn có chức năng tạo hàng cho cơ thể như kem, sinh tố.